chắc các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Series 1/10, cậu bé Full Upton đến từ Thủ Đức. Với nó thiết kế là tương tự với những cái đời trước, Honda Series 1/10 phiên bản mới này một lần nữa xuất hiện đem lại cho người chơi xe một làn gió hoàn toàn mới. Dù mẫu xe này không được phân phối chính hãng Việt Nam, nhưng các fan cuồng ở kia Đông Trần đều có thể sở hữu em nó từ các cửa hàng tư nhân. Vẫn giữ trên mình bộ cánh zin mang xuất xứ đến từ Honda Indo. Chủ nhân của nó chỉ chú trọng trang bị chiếc xe những món đồ chơi chỉn từ thương hiệu nổi tiếng để tăng thêm hiệu năng cho em nó, mà phiên bản hãng thì không bao giờ trang bị. Trang bị thêm trợ lực Magic kẹp cổ, nhiệm vụ là giúp đầu xe ổn định khả năng sàn lắc chạy độ cao, đặc biệt là đi đường thẳng. Do cái món đồ chơi này có thể chế thêm nên đòi hỏi người thợ phải chịu khó ngò canh cho cái trợ lực ngay ở giữa để khi quẹo đầu trợ lực ôm hết tay lái. Phía kia đông cũng phải có cụm on off nhỏ giúp thu hẹp cái phạm vi để lấy khoảng trống, thêm cái cụm tăng tốc Dono kết hợp cùng hai ống dây ga titanium cho hành trình ga được rút ngắn, xe gia tốc nhanh hơn. Trang bị cụm thắng Rambo Costa 2.8. Cái dòng sản phẩm này cũng là cái ACS 19 được cải tiến cho góc nhìn là phá cách hơn, hàm mẫu hơn. Sau khi được nhiều chú sử dụng và chia sẻ thì tôi có cảm thấy cái dòng tay này là êm ái hơn, cái cảm giác xuống dầu là nhẹ hơn rất nhiều. Và giá thành hiện nay nó dao động từ 7.5 triệu cho đến 8.5 triệu tùy theo thời điểm. Cái cụm tay con tiếp êm thay thế cho cụm zin nguyên bản xứ đến từ Ý, ngoại hình rất là Mỹ xinh xắn, tích hợp cái khả năng là chống gãy trên tay thắng. Ngoài ra cái phần chống gãy cũng được nhiều cái shop order và bán rời nên anh em ta có thể yên tâm sử dụng. Cái gì rồi cũng có hai mặt của nó. Nhược điểm của mẫu tay này là không có lỗ chân kính, nên những tay chơi đi kính gù lại phải bên CNC riêng rồi lắp vào. Trang bị dàn chân dùng cái heo dầu Rambo logo lớn màu đỏ 1x, thường kết nối vào phổ phục thông qua bắt heo, được làm bằng chất liệu CNC gia công vô cùng đặc biệt và được chủ xe cố định bằng hai chốt pro tay. Sử dụng cái bê đặt Rambo tích hợp là ổ chứa dầu liền, cho kích thước lỗ là khác nhau nên cái mẫu Nissin theo xe của Sonic là chủ xe phải nhờ thợ CNC thêm một cái phát nhôm mini nhỏ gọn để bắt nối như góc ảnh trên. Bên cạnh đó thấy còn trang bị xung quanh bằng một lọ ốc rô tì giúp cái bên đạp thêm cái sự sôi động. Cấu tạo bên trong cái dòng ben cao cấp này được làm bằng chất liệu khác nhau với Nissin, tránh được cái tình trạng là oxy hóa. Heo dầu Rambo ở sau cũng được thay thế cho heo zin, nhưng được thiết kế là phát heo xoay ngược xuống dưới từ những dòng phân khối lớn. Tuy nhiên khuyến khích anh em đến dụng quay ngược những dòng heo đối xứng vì nó có rãnh thoát nước và cát, không làm hoang rỉ piston. Trang bị phục Hollin từ dầu rời phía sau, thương hiệu đồ chơi đến từ Thụy Điển, được rất nhiều tay chơi xe trong nước ưa chuộng. Thương hiệu đồ chơi này còn được các tay đua MotoGP nổi tiếng tin dùng trong hàng chục năm qua. Độ bền và khả năng đàn hồi hoàn hảo đến 100%, không có gì để bàn cãi nữa. Em nó đang đội dán ở giữa công viên. CB1 Chanimer độ lột xác tuyệt đỉnh mang phong cách cà phê laser. Các chiếc CB1 Chanimer là một dòng xe thuộc dạng đức bài của nhà Honda, với những chi tiết thể thao trên nền áo cùng với động cơ 1 Chanimer mạnh mẽ đã lại rất nhiều ấn tượng sâu sắc cho cộng đồng chơi xe. Chưa dừng lại đẹp hầm hủ, các bản độ dần dần xuất hiện ngày càng dày đặc hơn. Những phong cách khác nhau cũng như là đơn giản, hầm hố, phá cách. Dẫn chứng điều đó, chúng ta cùng chiêm ngưỡng cái chiếc xe độ kiển bên dưới. Xem qua có thể thấy con chiến mã khoác cho mình một gam màu là ngọc lam lạ mắt. Với thiết kế thì chủ xe đã chế nhựa lại các chi tiết góc cạnh hầm hố hơn sau phòng nguyên thủy. Phía trước với cái chóe đèn hình tròn mang phong cách cổ điển đi kèm với kính chắn gió, kiểu dáng độc lạ, hầm hố. Hai phía tay lái là gù Rizuma kiểu dạng tròn, lấp đầy khoảng trống hai phía tay lái. Đây cũng là cái điểm nhấn nhẹ phong cách cà phê laser. Chèn chân hầm hố với thiết kế là nguyên bản. Xem qua không thể thấy được ở phần cúc 1/10 cc, nhưng nó rất được nhãn sức là ưu ái, với bộ phục hành trình ngược cho độ nhún là êm ái hơn rất nhiều, giảm thiểu tối đa tình trạng sốc tay lái so với phục ống lồng. Mâm thiết kế chữ Y mang lại cái sự cứng cáp, hệ thống phanh mạnh mẽ với cái đĩa là 296mm, đi kèm heo Nissin Bubis cho lực phanh dứt khoát, tối ưu xử lý những tình huống khẩn cấp.
Phần đuôi trở nên là phong trần hơn, bụi bặm hơn khi được tháo bỏ về sau. CB100R có cái chiều dài tổng thể 1973mm, rộng là 822mm và chiều cao 1053mm, chiều dài trục cơ sở 1269mm, chiều cao yên là 795mm và trọng lượng 125kg. Đây là một dòng xe cạnh tranh trực tiếp có thùng nặng ký M-Class đến từ Yamaha. Và đáng chú ý là cái bộ động cơ DLC 4 van dung tích 150cc cùng hộp số là 6 cấp đạt được tiêu chuẩn thải rất cao. Cảm ơn bạn dõi này là trực tiếp, nhớ like, share, subscribe.